Dạ, yeah, mà Mary hướng dẫn cắt da theo cái kiểu mà mình làm làm sạch, mình vệ sinh đó cho nó nó gọn gàng, nó mịn để cho mình uh, sơn và cái kiểu này là nó không quá sâu nha mọi người. Tức là tùy theo có những hôm á uh, Mary dạy mà giống như em nào nó ở Việt Nam á uh, mà lấy khóe cắt mà là nét luôn, sắc sảo luôn là Mary sẽ chỉ cho cái cái cách đi mà nó ra cái nét cái kiểu của việt nam mình còn mà, mà các bạn mà đi nước ngoài thì mary sẽ hướng dẫn cắt tới đó là dừng cho nên là, là uh, có những cái chân này á nó mỏng 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 vậy á, giống như mình tượng trưng cho những cái da mà ở bên nước ngoài người ta da trắng á người ta người ta da người ta mỏng mà ít lắm thì mình phải cắt sau cho nó nó nhẹ kim và nhìn nó, nó nó sạch sẽ là được. Đó thì lớp cắt da của Mary á, nếu bạn nào đã biết rồi, biết cầm kìm rồi thì mình sẽ học 6 buổi. Còn mà nếu bạn nào mà chưa biết á thì mình học một khóa ha thì Mary có cái học phí nó 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 phù hợp lắm. Mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ inbox giúp Mary. À, Mary sẽ gửi cho mọi người cái, cái 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 lịch mà học như thế nào và cái mức học phí của sáu buổi như thế nào và mà gọi là rồi những cái khóa mà chọn khóa thì cứ gì à? cứ inbox giúp Mary, Mary sẽ 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 gửi nha thông tin để tham khảo ha và Mary cũng có bán kiềm và bán bộ lấy khóe ba món á thì anh chị em nào mà có nhu cầu á thì inbox giúp Mary để Mary báo giá luôn ha thì mua một bộ á, là không có free ship nhưng mà nếu mà đặt mua từ hai bộ là Mary free ship ha rồi đến đây thì Mary cũng không quên cảm ơn mọi người trong cái thời gian vừa qua đã ủng hộ Mary rất là nhiều và à, thật sự mà nói nếu như mọi người mà không ủng hộ thì Mary cũng không có được như ngày hôm nay à, Mary cảm ơn thật là nhiều.